Hướng dẫn tạo chữ ký email trong Outlook. Trong Microsoft Outlook, bạn có thể tạo chữ ký cho email của mình bằng cách sử dụng mẫu chữ ký có sẵn. Bạn chỉ cần tìm mẫu chữ ký phù hợp, sao chép chữ ký bạn đã chọn vào email và thay đổi một số thông tin. Trong video này, MM Group sẽ hướng dẫn bạn chi tiết các bước thiết lập chữ ký trong Outlook. Bước 1, bạn chọn và tải xuống các mẫu chữ ký bạn thích trong thư viện chữ ký email. Bước 2, sao chép toàn bộ các thành phần trong chữ ký, mở Outlook và chọn email mới. Bước 3, dán chữ ký đã sao chép vào nội dung email. Bạn có thể thay đổi ảnh đại diện bằng cách nhấn chuột phải, chọn thay đổi hình ảnh, chọn hình ảnh cá nhân của bạn và bấm lưu. Bước 4, bạn điền các thông tin cá nhân vào phần nội dung chữ ký. Bước 5, thay đổi các đường liên kết đến mạng xã hội bằng cách nhấn chuột phải, chọn thay đổi đường liên kết. Sau đó nhập địa chỉ mạng xã hội cá nhân là đã hoàn tất cập nhật. Bước 6, lưu chữ ký. Trên thanh công cụ bạn chọn một chữ ký, tiếp tục chọn thiết lập chữ ký mới, đặt tên và bấm OK. Sau đó, sao chép và dán chữ ký vào phần nội dung, hoàn tất thiết lập chữ ký. Bước 7, để có thể dùng chữ ký, bạn chọn tạo email mới, trên thanh công cụ chọn một chữ ký. Thế là bây giờ bạn đã có thể sử dụng chữ ký trong việc gửi và nhận email. Chúc bạn thành công! MM Group, giải pháp đám mây toàn diện cho doanh nghiệp.